Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo. Alo. Vâng, tôi nghe đây. Vâng, em có hỏi em muốn nhờ bác sĩ tư vấn giúp em là em sinh hoạt là vợ chồng không có hợp hứng gì ạ. Vâng, chị năm nay bao nhiêu tuổi vậy ạ? Vâng. Em 34 tuổi ạ. 34 tuổi đúng không ạ? Và vâng, gần đây thì sinh hoạt vợ chồng là cảm thấy không có hứng thú. Hơn chục năm rồi chị. À, hơn chục năm chứ không phải là thời gian gần đây đúng không ạ? Vâng. Từ ngày em đẻ cháu lớn đấy ạ. À, và nó cứ ra, có tháng thì ra cái hư mùi rất khó chịu. Vâng. Có tháng thì nó không có mùi mà nó cứ ra cái gì cần vàng vậy. Vâng. À, bác sĩ Vũ Minh Phượng. Bác sĩ tư vấn giúp em. Vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn ạ. Xin mời. Vâng, chào chị. À, chị có nói là từ khi mà hơn chục năm nay rồi, khi mà đẻ sau khi sinh, đúng không ạ? Vâng, thì tự nhiên cái chuyện vợ chồng sinh hoạt là không thấy hứng nữa. Không ạ. Nó là đã bắt đầu là từ khi mà giờ trong đẻ đến lớn ấy, thì là sinh hoạt vợ chồng sớm ấy. Thì lần sinh hoạt vợ chồng sớm được hơn tháng là quan hệ vợ chồng, thế nên là từ đó nó mới bắt đầu, nó mới có sinh hoạt cho nó sợ đấy. Sợ hả? Không, vâng. Sợ và nó đau á. Sợ và đau. Vâng. Nó không còn nó có cảm giác nữa. À, thế à. Cái lần mà sau khi đẻ mà sinh hoạt lần đầu tiên ấy, mới được một tháng thôi, thì cái lần đấy nó có đau đớn lắm không chị? Chị có thấy đau và có để lại cái ấn tượng gì cho chị ở cái lần sinh hoạt đấy không? Vâng, đấy nó khó chịu, nó đau, nó khó chịu đấy ạ. Vâng. Nhưng mà nghĩa là cháu thì phải hai lần, thế xong rồi là đến khi mà có thai thì là về tiêm loại chồng những gì rồi là đẻ được rồi, thì hơn tháng thì chồng không tiêm cho được thì nó mới quan hệ, thì mình cũng biết, thế nhưng mà không ấy được thì cô bác ạ. Vâng. Vâng. Chị không thấy hứng, chị nói không thấy hứng cụ thể là như thế nào cơ? Có nghĩa là nó không có cảm giác gì, là có cảm giác muốn quan hệ đấy. Tức là chị không muốn quan hệ, hay là khi mà quan hệ thì mình không được thỏa mãn? Hai ạ. Cả hai. Tức là không muốn quan hệ nữa. Tại sao lại không muốn quan hệ cơ ạ? Có nghĩa là khi mà chồng mà muốn thì mình không có cái cảm giác gì cả. À, thế ạ. Khi mới mà ngày mà chưa ấy đấy, rồi. chưa đẻ đấy thì quan hệ thì có nghĩa là mới bắt đầu tạo đầu là đã có cảm giác rồi. Rồi. Vâng. Sau này thì chả vâng, sau này thì chả còn có cảm giác gì nữa. Vâng. Thế thì qua cái câu chuyện của chị ý, thì có thể thấy là nó có cả yếu tố tinh thần và có cả yếu tố cơ thể, nó có thể góp phần vào làm cho chị không còn ham muốn quan hệ vợ chồng nữa. Yếu tố tinh thần ấy, có lẽ là cái lần quan hệ mà sớm quá, khi mà chị có con lần đầu ấy, và để lại cho chị một cái ấn tượng là đau này và sợ ấy, có đúng không ạ? Vâng, và cái ấn tượng đấy chính là cái yếu tố tinh thần mà mỗi lần ông chồng ông gần mình là mình sợ, đúng không? Thế thì cái đấy là chỉ có chị tự cởi bỏ ra được thôi, hoặc là chị nói với chồng chị là do cái lần đấy mà cho đến bây giờ em vẫn cứ rất là sợ mỗi lần mà anh lại gần. Để làm gì? Để cho chồng biết được rằng là về mặt tâm lý là mình còn sợ hãi, nếu như mà mình không có nhu cầu mà cứ ép mình ấy, thì nếu là người chồng tinh tế ấy, thì người chồng sẽ biết cách là âu yếm, chiều chuộng, rồi là kích thích để mà em có lại cái hưng phấn nhá. Và em vẫn rất là còn trẻ, có thể mua thêm sách đọc cho chồng nghe để mà cải thiện cái quan hệ tình dục của mình. Cái thứ hai nữa là qua như chị kể ấy, thì chị mấy lần nạo này và lại vẫn có cái khí hư nó bất thường, chứng tỏ rằng là cái âm đạo của chị ít nhất là ở âm đạo có hiện tượng viêm nhiễm. Và cái viêm nhiễm đấy thì sẽ khi quan hệ thường viêm nhiễm lại ít tiết nhờn, và khi quan hệ sẽ để lại một cái cảm giác rất là đau. Và cũng từ cái đó mà nó cũng làm cho chị sợ luôn cả về đau đớn lẫn thể xác lẫn tinh thần, đúng không ạ? Vâng. Tinh thần thì là sợ sệt. Vậy để giải quyết mà cái hiện tượng viêm nhiễm mà nó gây khô rát ấy, thì chị nên đi khám và điều trị dứt điểm đi. Bởi vì nếu không điều trị dứt điểm ấy, sau này còn viêm nhiễm mãn tính và nó còn gây ra những cái hậu quả khác nữa.
Vì vậy cái việc đấy là phải giải quyết ngay tức thì nhá. Giải quyết ngay tức thì xong rồi mà vẫn cứ đau rát thì chị mua thêm cái kem bôi nhờn ấy ở hiệu thuốc ấy để giải quyết cái việc mà mình vẫn phải cắn răng chịu đựng để đáp ứng nhu cầu cho ông chồng nhưng mà mình không bị đau đớn lắm nhá. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình và chúc hai vợ chồng chị sẽ có một cuộc sống thật sự hạnh phúc ạ.